Ok nè, với cái game quay gọn kiểu này thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ rất đơn giản em. Mới vô thì chúng ta đánh những quái này nè đó, thì chúng ta dùng tay không chúng ta đánh thôi em. Chúng ta gán farm nha, chúng ta farm làm sao mà đủ 5.000 billy nè. Đây chúng ta sẽ đợi mấy con quái này ra. Anh em farm đủ 5.000 billy làm gì em, để chúng ta sẽ mua kiếm cho em. Đây mình sẽ đụng đó thì mấy con quái sẽ chạy theo em. Rồi chúng ta đục thôi nè đó. Cứ xả thôi anh em đó, xả chừng nào mà đủ 5.000 bê ly anh em cũng kiếm 5.000 bê ly cũng nhanh anh em đó. Anh em chỉ cần đứng xả như thế này ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xả đủ cho anh em là qua mình sẽ mua cho anh em xem cây kiếm katana như thế nào luôn nha. Rồi ok anh em, sau khi mà chúng ta đã farm đủ 5.000 bê ly như thế này á, mình 5.300 nè. Ok bây giờ anh em sẽ lại cái NPC này nha, đó katana này anh em. Chúng ta sẽ bấm vào đây, quan tâm mua là 5.000 bê ly. Cảm ơn. Ok đó, chúng ta sẽ có cây katana, anh em sẽ có cây kiếm này, chúng ta sẽ farm rất là dễ luôn đó. Anh em sẽ farm lên rất là dễ và mình sẽ chia sẻ thêm cách để chúng ta có thể lên level nó nhanh lên em đó. Cái mẹo farm rất là nhanh, anh em thấy không, cây kiếm là dễ quýnh rồi đó đó. Thì anh em mà quýnh kiểu này hoài, mấy boss mà level 1 kiểu này hoài thì biết nào mới lên level được anh em đó. Thì mình sẽ chia sẻ thêm cách cái mẹo nhỏ 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 ha. Thì game Golok Truth hoặc Golok Winner cũng vậy thôi anh em. Đó, cái mẹo này áp dụng được tất cả các game Golok mà. Đó là chúng ta sẽ có một cách farm rất là đơn giản luôn. Ok bây giờ mình đi theo mình nha. Ok anh em, bây giờ mình tới mình qua cái bản đồ là Orange Town nè. Thì mình sẽ đi hết bản đồ cho anh em xem luôn ha. Mình sẽ làm nhiệm vụ như thế nào để chúng ta có thể không có bị chết nha anh em. Rồi ok, anh em thấy cấp độ là 30 đến 75 nè, mà cấp độ của mình thì rất là cùi bắp đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một cách để chúng ta có thể farm quái nha. Đây rất là dễ nè mà. Rồi ok, sau khi mà lấy được cái kiếm katana đó anh em, cái katana đó thì chúng ta qua đây nè, chúng ta lợi cái bảy quái nè anh em, dụ nó, dụ mấy con quái nó đứng rồi anh em nhảy vô mấy cái hộp mấy cái thùng này nè anh em đó, đứng đứng trên mấy cái thùng này nè, thì làm sao mà mấy con quái nó quất anh em được. Có kiếm ra rồi xả anh em đó, đỉnh của chớp chưa đó nè đó. Anh em nhanh tay nha, anh em dụ nhiều nhiều quái lại ngay chỗ này đứng thì anh em sẽ lên cấp càng cao đó anh em, thấy không? Đây, và anh em chú ý cho mình ở bên hai cái chỗ này nè, đó nó có mấy cái thùng đó anh em, thì mình nhảy mình dụ quái lại đây nè, mình dụ quái quái gượt mình không? Ủa đây có người ta làm nhiệm vụ hết trơn rồi, đây đây nó gượt mình phải không? Nó gượt mình thì anh em nhảy qua đây nè, nhảy qua mấy cái thùng này anh em, đấy đấy tối quá anh em ạ, đây. Đó, nhảy lên mấy cái thùng này, đứng trên thùng này màu xanh xanh anh em, móc kiếm ra rồi đó xả thôi đó. Thì em thấy là nếu mà lên làm theo cái cách này thì anh em lên nhiệm vụ là cao á. Đó em thấy không, lên nhiệm vụ là cao luôn nè đó. Em đứng một chỗ là quốc thì năm đâu có bị mất máu đâu, xui xui mà anh em nhảy xuống là nó giả anh em chết luôn đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái bản đồ rồi gần anh em, thống kê là cấp 75 đến cấp 200 luôn nè. Ok mình đi thôi đó, mình sẽ đi qua thuyền trưởng, kiếm thuyền trưởng mình đi tiếp tục nha, đi qua cái thuyền mình đi thôi nè, cấp 200 luôn. Rồi đi theo cái mũi tên nó hướng dẫn nè, let's go. Đồ quả game này khá khá đẹp á, chơi cũng khá là nóng máy luôn rồi. Đây này quả thảo này nè, thảo trước chúng ta nè. Rồi tới luôn rồi con ơi. Rồi lên tới cái đảo này mà mình farm cho anh em xem nè. Đây cấp độ là 75 đến 200 nè, để em dụ mấy con khỉ nè, em dụ mấy con khỉ đột nè đó, vụ nó xuống dưới đó rồi em nhảy lên cái bậc thang thứ nhất này nè, ở dưới này nó có cái bậc thang đúng không đó. Còn anh em mà lỡ mà vụ quá chớn anh em, người ta phóng xong nha để nó quấn em chết đó. Giờ anh em đó chỉ cần xả thôi, nó đâu ảnh hưởng tới cái máu anh em đâu đó, thì anh em sẽ lên cấp khá là cao thôi. Bây giờ hiện tại mình đang cấp 43, nhớ nha anh em, vụ mấy con khỉ nó xuống dưới này nè, anh em vụ càng nhiều càng tốt. Hai ba đứa nữa, hai ba con nữa, dụng dưới nữa, bắt đầu nhảy lên chơi cái bậc thang thứ nhất nè. Bậc thang thứ nhất ở đây nè, nhớ nha, ở bên kia nè, nhảy qua cái đảo này nè đó,
anh em lên vũ phía trên đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem nè. Đó, anh em vũ hai ba con đứng đây, anh em làm phát một đánh nào mà lụm thôi. Nè anh em thấy cái level tăng lên, anh em thấy tăng ghê chưa? Đó, anh em mà làm chừng chục con ở đây thôi là anh thấy ngon lành đấy ha. Đó, lên đây vũ nè, hoặc là cái bậc thang dưới này cũng được. Đó, vũ men khỉ nè. Chứ anh em đừng cấp yếu mà đừng lên đây mà anh em đấm trực diện nha. Nè, vũ nè, chạy dưới, chạy dưới. Đó, chạy dưới, anh em chạy lên. Đó, như vậy đó, dễ không? Đó, đó. Chứ mà anh em quánh mấy quái cấp 1, cấp 1 biết nào anh em mới lên cấp. Đó, anh em chỉ cần xả thôi, đứng chỗ xả khi đột. Đó, thấy không? Rất đơn giản thôi. Anh em mà anh em phải lẹ tay nha. Đúng thôi là nó farm anh em về móc gốc nữa đó, bản đồ khai đầu á. Rồi ok. Đó, mình làm demo cho anh em xem gì đó. Đó, anh em lên cấp chưa? Đó, chỉ cần đứng đây và dứt anh em đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua cái đảo tiếp theo nha. Bản đồ tiếp theo nha. Rồi mình sẽ đi cái bản đồ cấp tiếp theo là cấp đảo tuyết anh em. Chơi vậy luôn. Rồi mình đi đảo tuyết nha. Ok, bây giờ mình sẽ đang tới cái đảo tuyết này nè. Này, đảo tuyết nha. Trời ơi, mình cấp yếu nhưng mà mình vẫn sung anh em. Lên quánh quái. Mình biết cái mẹ một tí là anh em farm rất là mau lên luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ đi lên đây ha. Rồi ok, bây giờ mình zoom lại. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm vị trí của quái nha. Ở đâu vậy ta? À đây nè. Rồi ok, để mình coi vị trí ở đâu mình farm cho anh em xem. À thấy rồi, em thấy cái thùng gỗ không? Đây nè, nhà phát hành game người ta để cái thùng này để làm gì anh em? Người ta có ý đồ hết trơn anh em. Đó, bây giờ mình vụ cho anh em xem nè. Dụng đứa thôi. Rồi nếu mà quánh đồng loại thì ta nhảy nó nhẹ. Lỡ chân đó. Ngon chưa. Hồi nãy mình nhảy hụt anh em, nhảy hụt cùng cổ là anh em có thể quay đầu là bờ luôn. Đó anh em thấy không? Để em dụ chừng 2-3 con quái mà ở đứng đây nó cho anh em nã thôi nè. Đó, rồi anh thấy không? Nã mà máu nó hồi mầm luôn nha. Rồi mình bấm lộn cái map sorry nha. Rồi anh em thấy nha. Nhà phát hành game người ta đâu có để mấy thùng gỗ này lại để chơi nè. Nó để cho chúng ta đứng, ta farm quái nó đỡ mất máu đó. Đó, vừa farm vừa xây hướng. Vừa xây hướng luôn nè. Anh em thấy hướng này xấu quá thì ta có thể xây lại hướng này. Đó, xây lại hướng này. Trời ơi. Đánh quái mà nó nhàn hạ cái đó. Chủ yếu là chúng ta nhanh tay. Ờ, ông ta đứng ngay cái thùng gỗ nè, anh em mà đứng hụt một cái là anh em lên bàn thờ ngồi luôn. Nó quấn anh em đứng lên bàn thờ luôn á. Rồi anh em thử coi cấp độ mình lên nha. Đó, anh em thấy không? Nè, tí nữa nè, lên này nè. Đó, lên một cái ào. Rồi ok, mình để máu đại một chút, mình đi vụ quái nè. Anh vụ cho anh em xem nha. Nè. Nè, đố anh bắt được em. Đây, trời. Nè anh ơi. Chết em rồi. Xíu nữa à. Đó. Cứ việc vậy anh em. Rồi ok. Đó, cứ việc vậy mà farm lên em. Cái này thì nó sẽ lên cấp mau hơn cho anh em rất là nhiều ha. Rồi. Với cái đà này thì anh em đánh thằng nào mà nó ngủm thôi. Đó, đánh cứ việc đánh xây tới xây lui. Chơi nữa. Anh em mà không mua được cái kiếm katana này thì anh em đánh tới già luôn em mới được lên cấp. Thì kiếm thì mua cũng khá dễ thôi, chỉ có 5.000 belly. Thì cái đảo khởi đầu là anh em có thể mua được cái katana này rồi, nó đơn giản.
Đó tìm thấy không? Trời ơi nó dễ đến cả đó. Ok bây giờ mình sẽ đi đến cái đảo khác và mình farm cho anh em xem như thế nào nha. Ok bây giờ mình sẽ đi cái đảo cuối cùng rồi nè. Đây là cái đảo Ski Island nè. 800 đến 1100 level cấp. Mình đi mình chơi mình farm cái đảo cuối cùng luôn. Chơi chỉ anh em mới lên cấp mau. Cái này mà farm đảo mà level quá thấp quá thì chúng ta sẽ không lên cấp được đảo sa ngã. Lên đây chắc bị sa ngã luôn quá. Rồi. Rồi ok giờ mình lên nha. Ok cái đảo cuối cùng này thì anh em thấy. Ok anh em, đối với cái đảo cuối cùng này á thì anh em có thể farm được luôn. Nhưng mà trước khi anh em farm cái đảo cuối cùng này đó, anh em phải cài mua cái kiếm khác. Và thêm cái nữa là anh em mua cái trái Gibbo này. Trái Gabo, Gibbo, Sabo gì đó. Cái gì Bobo đó. Thì cái trái đó sẽ giúp cho anh em leo nó nhanh hơn. Nó leo cao luôn. Chứ anh em thấy nè, khi mà không có mua trái Gabo thì anh em leo bằng niềm tin luôn anh em. Đó anh em thấy phía trước mị mị trên đó không? Đó chúng ta phải leo lên trên đó để chúng ta lên mấy cái đám mây ở trên đúng không? Đó thì anh em mới farm được ở trên đó nha. Đó, anh em thấy không? À khi mà không mua được trái Gabo thì chúng ta leo bằng niềm tin ha. Rồi ok ok anh em, với cái việc gom đùm cái trái quỷ của cái game Cruz Warrior này thì chúng ta sẽ đừng có gom đùm ngay chỗ mà đảo tân thủ anh em. Dùng cho anh em xem nè. Đây random fruit nè, 25.000 và 2 túc cành. Thì bấm vân thì ở đây nè, anh sẽ thấy cái chữ màu mè hoa lá đây nè. Đó là để cơ hội nhận túc cành nè. 50% phổ biến, 40% không phổ biến, 10% hiếm, 0% sử thi, 0% huyền thoại là legendary, 0% huyền thoại luôn. Đó nói chung là cái này á thì không ngon cho lắm nè. Nếu mà anh em gắn cài game cài lên thì chúng ta nên random một chỗ khác nó ngon hơn rất là nhiều. Ra trái quỷ xịn hơn ấy. Chứ cái chỗ mà đảo tân thủ này thì đúng rồi anh em, bảo tân thủ thì nó ra đùm là dành cho tân thủ đó, dành cho những người mới. Còn những người mà cài pro rồi có đủ tiền thì chúng ta sẽ rung random cái chỗ khác nó ngon, nó xịn hơn chỗ này rất là nhiều đó. Bởi vì người ta mới nhà phát hành mới đưa cho chúng ta 2-3 chỗ cái random đó. Nhưng mà chỗ random mà ngon nhất thì mình sẽ chia sẻ cái chỗ là ngon nhất nha. Còn anh em cũng gán cài lên thì chúng ta canh đùm nó ngon nha. Chứ chỗ này là thấy không im. Này nó dành cho tân thủ thôi. Ok anh em, một chỗ trên đảo gừng mà thấy dễ quánh quái nữa. Đó là dưới này nè anh em, ở dưới cái bậc thang này nè. Đó, thì anh em dụ quái xuống đây đứng thì anh em dụ hai ba quái xuống đây đứng là anh em farm thoải mái luôn. Và mình thấy là trên cái đảo gừng này anh em farm rất là dễ. Hai chỗ luôn, phía trên bên kia và bên đây. Đó anh em dụ như thế này nè, em đi lên gần 2-3 con nghe cho nó ngược anh em ha. Còn chúng ta nhảy xuống đó, quên nữa chỗ đảo gừng nãy mình bổ sung thêm chỗ này ha. Em nhảy lên đó thì em dụ 2-3 con quái này rồi anh em farm thoải mái nha. Chúng ta sẽ kiếm Billy đó. Thì cái game này anh em phải kiếm Billy mình kiếm thêm cái gì mình quên rồi ta, để chúng ta mua trái Gabo đó nè. Đó để chúng ta nâng cao cái vụ mà chúng ta nhảy cao nào bay cao nào nhảy cao nào nhảy cùng dinh dinh đúng không. Chúng ta phải làm gì đó chúng ta mới mua được nha. Rồi ok anh em vụ quá gì đó nha. Ở trên đảo rừng này cũng khá là ok nè. Rồi ok đây nó lên cũng mau lắm anh em. Đó vụ cho nó gượt theo anh em là ok rồi. Đó, rồi rồi chạy thấy mà nội luôn. Rồi nè nè xuống đi em ơi, anh đợi em nè. Ồ chúng ta đó đánh mắt ta chạm nhau rồi đó nè. Rồi chúng ta cùng nhau farm nha. Ok nè, sau đây mình sẽ chia sẻ bằng cách để chúng ta có thể mua trái Gabo luôn ha. Sau khi mà anh em farm đủ hết trơn rồi 50.000 Billy với cái gì nè mình quên rồi anh em. Sorry anh em nhớ thì chắc mình dưới phần bình luận nha. Rồi anh em sẽ đi tiến đến cái đảo tên là đảo tuyết chứ mình nha. Đó anh em bay thẳng tới đảo tuyết để chúng ta mua một cái món đồ này giúp cho anh em nhảy cùng dinh dinh nha. Nhảy EDM cùng dinh dinh luôn. Đó thì có cái món đồ này thì anh em sẽ rất là dễ dàng luôn trong cái việc đi farm. Đó tăng level anh em lên. Còn chúng ta có thể quýnh quét đồ đó thì rất là ngon lành dễ dàng khi chúng ta có nhảy cao của ngộ không đó anh em. Nhảy lên mây luôn đó thì cái này rất là quan trọng nha. Rồi ok bây giờ mình sẽ đến cái đảo tuyết này nè. Đến đảo tuyết nè.
Ok anh em, tới với cái đảo tiết này thì nó sẽ có cái chỗ random trá quỷ cho anh em thấy. Ở đây thì random trá quỷ trong cái shop đảo tiết này ở giai đoạn 2 thì cũng không ngon lắm anh em. Đó, thì ở trong cái game này chỉ có một cái shop ác quỷ ra đầm random nó ngon hơn. Đó anh em thấy giai đoạn 2 nè, Fruit Ball Gold Stop 2. Ở giai đoạn 2 thì em thấy cái vật phẩm nó ra cũng không ngon cho lắm. Đó thì chúng ta nên để dành tiền, để dành tóc cành để chúng ta random ngon hơn. Còn phía trên này nó sẽ có một cái món đồ, đó anh em lên cái cầu thang trời trời té luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái cầu thang này nè, để mình lên trên mình lại mua. Anh em nên để dành tiền đó để chúng ta mua cái món đồ phía trên này ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi cầu thang này. Đó anh em lên đây nè. Thì ở trên đây anh em sẽ tốn là 50.000 Belly với cái gì đó mình quên rồi ta. Đó. Rồi chúng ta nhảy lên đây nè ha, đi thẳng lên. Anh em sẽ gặp con NPC ở đây nè, có cái shop bán đồ đây nè. Đó, anh em sẽ gặp NPC này nè. Rồi, ok, mình phóng cho anh em xem NPC này tên gì nha. Đây là trái Gabo nè, Gabo chờ nè. Anh em sẽ học của ông này để chúng ta sẽ mua cái học của ông này ha. Ta học ông này để chúng ta phóng được 14-15 lần phóng lên đó. Đó, thì chúng ta rất là dễ dàng trong việc farm tiếp theo ha. Anh em phải cần có những cái thứ này để chúng ta mới thể chơi cái game này nó dễ dàng hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mua cái này trước, thì mua cây kiếm. Đó, mua kiếm khác nha. Rồi ok, thì nó đòi chúng ta là 50.000 Belly với cái gì 100 stamina gì nữa nè. Đó, rồi ok nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ tới đảo cát rồi nè anh em. Đây, đảo này toàn là cát thôi. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ qua đây, anh em sẽ thấy nè. Đó, anh em sẽ thấy hai NPC đây. Một NPC đỏ kè, quận NPC trắng nhất. NPC trắng nhất đó là nơi bán cho anh em một cái kiếm Katana vua danh đó nè. Trời ơi, cái kiếm này cực xịn luôn đấy. Cái kiếm này á, nó chỉ thua cái kiếm ở trên con boss của cái đảo này thôi. Đó, bây giờ mình bấm cho anh em xem nè. Rồi, bạn có muốn mua cái kiếm này không em? Đó, 1.600.000 Belly đó anh em. Anh em gán cài, cài làm sao mà chúng ta có 1.600.000 Belly để chúng ta lụm cái Katana vua danh này. Anh em mà có cái Katana vua danh này một cái đó cần thêm đó, nó để cần thêm đó. Hiện tại mình không đủ tiền ơi, không đủ tiền thôi là mình lụm cái Katana vua danh ở đây rồi đó anh em. Đây shop chỗ này nè ha, ngon lành cành đào luôn á. Rồi ok, còn bên này, bên này là ngay chỗ để random trá quỷ xịn lắm này nè. Ok, mình zoom cho anh em xem. Đây cái chỗ này nè, một bán bông, bán bông bóng nè, ném bông bông. Rồi bạn có muốn ra đùm chắc quỷ không? 900.000 Belly và 16 tu cành. Trời đất, quý con gia quý giá 900.000 Belly và 16 tu cành cũng không có nhiều lắm, nhưng mà thấy cũng hơi thốn lắm. Rồi mà nó cũng ngon lắm. Ok anh em bấm quăng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây cơ hội nhận tóc cành này nè. Khi mà anh ta quay bằng tóc cành thì anh ấy sẽ thấy là 0% chung. Trời ơi, 0% không phổ biến luôn. Cái này cần làm gì em? Anh em cần là 50% là trái hiếm nè, 40% là trái pit nè, 10% trái huyền thoại và 0% trái huyền thoại đỏ. Ở đây anh em thấy là 10% trái huyền thoại này thì anh em có khả năng quay ra, có khả năng quay ra, nhưng mà không có quay ra nhiều lắm. Anh em thấy là cuộn trát quỷ ở giai đoạn 3 chưa? Đó, giai đoạn 1 là nó cùi bắp, giai đoạn 2 cũng cùi bắp, nhưng mà tới giai đoạn 3 này rồi thì anh em sẽ có được trái ác quỷ ngon xịn mịn, nhưng mà tỷ lệ quay ra không được nhiều. Anh em quay 2-3 lần thì mình nghĩ là tới lần thứ 4 anh em mới có được trái ác quỷ huyền thoại nha. Đó, và cái trụ mà 900.000 Belly anh em có thể sử dụng, anh em thấy là 60% là không phổ biến, 30% hiếm. Rồi 1% là có huyền thoại cho anh em, nó càng hiếm hơn. Đó, với tóc cành thì anh em quay 4-5 lần, mai mai thì nhân phẩm tốt thì 3 lần, còn với cơ hội Belly thì 6 lần, 5-6 lần thì mới ra được trái ác quỷ huyền thoại nha. Đó, rồi mình dự đoán cái tỷ số như phần trăm nó ra vậy thôi. Anh em có nhân phẩm tốt thì quay cái ào kẹ luôn, không chừng. Đó, rồi ok, trên cái hòn đảo này nè, chúng ta sẽ có một cây kiếm rất là xịn luôn, rất là xịn mịn luôn á nha. Ok nè, anh em lên cái cầu thang này nè, để chúng ta sẽ quánh một con boss nữa nè. Trên cái đảo cát á, chúng ta sẽ có một cái con boss nó giữ cây kiếm mạnh nhất ở trong cái game này luôn á. Thì anh em gán lụm được cái con boss lụm được cái con boss đó thì chúng ta có được cái thanh kiếm mạnh nhất boss luôn. Anh em đi thẳng nha,
Rồi ok, mình sẽ nhảy lên ha. Đi thẳng, đi thẳng. Đó, anh em sẽ đi qua cái cầu luôn nè. Rồi ok, nó hơi lắc chút anh em cũng thông cảm rồi. Hiện tại game quá nóng rồi, máy lắc quá. Dù máy mình cấu hình cũng khá là ok đó, nhưng mà lắc quá ha. Đó, anh em thấy là quay màn hình mới lắc. Rồi anh em đi thẳng qua cái cầu luôn nè, anh em đi theo mình nha. Thì anh em sẽ quánh con boss này. Và lưu ý anh em thì anh em quánh con boss này nó chưa chắc thì có được thanh kiếm thôi nè. Mà anh em phải quánh con boss này mấy cái, mấy lần á, nó chết mấy lần á, thì chúng ta mới hình hồn là nó ra được cái thanh kiếm nha. Rồi anh em tiếp tục đi thẳng lên luôn nha, đi thẳng lên. Đó anh em quẹo bên đây nè, nó có cái đường lên, mình không đi cầu thang đó mà mình phóng lên luôn. Tại mình hơi ngượng tí đó, đó là mình phóng lên đây nha. Rồi anh em cứ việc đó đó, thấy không? Có con quái đang đứng đó đợi anh em, thì hôm nay quýnh quái làm gì anh em? Anh em quýnh boss mà, chúng ta tiếp tục. Đây nè, em lộn anh em nhờ PC đó, rồi bây giờ mình sẽ lên thẳng luôn. Rồi anh em đi thẳng luôn, thẳng, đó đó đó. Em cứ việc đi thẳng tới. Rồi ở đây thì mình sẽ lụm tiền cái ra, được bao nhiêu trong đây ha. Rồi ok, mở thùng tiền kia nè, rồi tiếp tục nha. Rồi có mấy cái thùng tiền thì em cứ việc nhắn giữ và nó sẽ mở bung ra cho anh em nè. Bây giờ ok, bây giờ mình sẽ đi tìm cái con boss này. Con boss này nó sẽ nắm giữ cái kiếm mạnh nhất ở trong cái game này luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sợ anh em, mình sợ đi trúng cái mấy quỷ này, cái nó quến mình, cái mình bay về đảo đập khởi đầu luôn. Đó 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 anh em, thì cách quánh con boss này anh em thấy không? Con boss này sẽ nắm giữ cái đó đó, anh em thấy cái kiếm nó cầm không? Thì quánh thắng con boss này anh em sẽ được cái kiếm đó đó. Mà hên xui lắm nha, hai ba giết boss này 2-3 lần á, may ra anh em mới được cái kiếm này. Tỷ lệ ra con boss này khoảng 2-3 lần thì anh em sẽ được cái kiếm rồi ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xíu chặt cho anh em, rồi mình sẽ để cho anh em boss nó quánh một cái cho anh em thấy là cái sát thương nó như thế nào nha. Vậy cái quánh của con boss này cũng giống như quánh quái là lần đầu trong video mình chỉ đó anh em. Anh em đi núp ở dưới đó đó, rồi anh em thấy sát thương nó cực kỳ mạnh luôn nha. Thì anh em dụ con boss xuống dưới phía dưới cầu thang á, anh em có thể quýnh nha. Mà dụ thì cẩn thận chút xíu nha, để chậm quá là anh em sẽ thấy như trong video vậy đó, tan sát luôn đó anh em thấy không. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ, nhớ like và đăng ký kênh nha.